thì nãy giờ em cũng làm quen với qua lăng số rồi đúng chưa, thì anh sẽ cho em làm quen với bà giáo cầu để em xử lý được chân côn chân thắng không còn bị tắc máy nữa, hiểu không? Thì nghe anh giải thích về nguyên lý của bài này, khi em dừng giữa dốc cầu thì cái chân em phải đạp mạnh côn và đạp mạnh thắng để nó không tụt dốc, đúng không? Rồi hai cái chân em hiểu nguyên tắc nè, chân trái đạp côn, chân phải đạp thắng, đúng chưa? Thì cái chân trái mà khi em làm việc á là chân phải phải giữ cố định yên cho anh, được không? Không được nhúc nhích, được chưa? Còn khi mà chân phải em làm việc là chân trái không được nhúc nhích, em phải nhớ nguyên tắc đó là chắc chắn về 100% lên được dốc cầu. Rồi em nhớ nguyên tắc nãy chưa? Rồi bắt đầu cái chân trái em nhả ra từ từ, nhả từ từ, chừng nào em cảm nhận được cái xe nó rung tịt 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 là giữ yên ngay đó, là chân trái sẽ cố định ngay đó. Rồi em làm chân trái trước đi, nhả đi đó, rồi giữ yên ngay đó ha. Rồi từ đó thì sao, chân trái không được đạp vô, không được nhả ra, dù nhỏ thôi không được nha. Rồi bây giờ cái chân phải làm việc nè, em nhả thẳng chân phải ra cho thầy luôn, chân trái phải kiềm cố định ngay vị trí đó thì chắc chắn cái xe 100% nó sẽ lên nè, thấy chưa? Đó, nếu em nhả chân phải ra từ 2 đến 3 giây mà xe nó không chồm lên thì chứng tỏ em nhả côn chưa đủ, thì chắc chắn như một điều xe nó sẽ đứng yên chứ nó không tụt dốc. Ủa thầy, thầy cho em hỏi cái lắc của thầy đâu? Gì? Hôm qua tối đi cầm. Hôm qua tối đi cầm.